Để con cá trôi đầu tiên các bạn ơi. Mạnh quá, ăn quá. Nè. Con trâu trắng đầu tiên nha các bạn. Ok. Báo cáo bạn ơi. Rồi, đủ khu cơ rồi. Rồi em lấy cái giờ. Chờ là anh Phúc. Tao lấy cái giờ không? Khu cơ rồi, sắp giận đi. Con người to lắm, con người to lắm. Khu cơ rồi. Vô ơi. Một em cá trôi nha các bạn. Con cá trôi nha các bạn. Một con cá trôi trắng. Các bạn ơi, con kia nó to các bạn, còn dính ở góc dưới các bạn ơi. Mình đang thả dây để cho nó gỡ, hy vọng nó gỡ được các bạn. Con cá to lắm. Hy vọng các bạn nha. Trôi nha. Kề. Tiếp lên. Dùng dây hả? Con cá trôi nha nữa nha các bạn, ba con rồi. Ok, hôm nay đi săn hàng mà cuối cùng được con hàng thì chính gốc, hơi bị to các bạn, kéo cong giống luôn bạn, hy vọng được con to hơn nha các bạn. Ok, nó giật á, cá trôi á, khẳng định luôn. Đó, thấy cần nhất rồi. Cả em nói rồi mà anh không tin em. Cá khủng rồi, thấy không? Thấy nó không? Có chừng mắt cay nữa đó nghe. Hãy subscribe.
Mày Vinh nha các bạn. Xa quá, quay đuối.